Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong trường học, nhất là ở bậc mầm non mẫu giáo, trong thời gian qua, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và Ban giám hiệu các trường triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong các đơn vị để hạn chế thấp nhất số vụ cháy xảy ra. Một buổi tuyên truyền hướng dẫn về công tác phòng cháy chữa cháy tại trường mầm non 1 tháng 6, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Ngoài ra, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an quận Ninh Kiều còn hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn về điện, ga và các vật liệu có liên quan cháy nổ. Do loại hình cơ sở này chủ yếu là học sinh chưa có kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, tâm lý dễ hoảng loạn khi xảy ra cháy, sự cố. Vì vậy, công tác kiểm tra và tuyên truyền hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về phòng ngừa cháy nổ, thoát nạn an toàn là vô cùng quan trọng. Phòng cháy chữa cháy là máy phun nước tự động, và bên cạnh đó thì trong các tầng thì có trang bị là các cái bình chữa cháy, và thường hàng năm thì bên đội phòng cháy chữa cháy thường xuyên qua kiểm tra trường, nhắc nhở và kịp thời là chỉnh đốn những cái thiết bị mà nó chưa đảm bảo an toàn. Nhà trường cũng tiến hành kiểm tra, rà soát các cái đồ dùng, dụng cụ chữa cháy. Đối với nhà bếp thì khi mà chế biến thức ăn thì phải đảm bảo an toàn về điện, về ga khi sử dụng các thiết bị. Và không sử dụng nữa thì phải khóa ga, điện thì tắt hết các thiết bị mà khi không còn người ở trong phòng. Bên cạnh đó, các trường còn bố trí các tổ bảo vệ, tổ phòng cháy chữa cháy, kiểm tra thường xuyên hệ thống điện trong trường học, nhất là khu vực bếp ăn, phòng học, nhà để xe, bảo quản thường xuyên các dụng cụ, phương tiện chữa cháy được trang bị. Trường được có cái thuận lợi là trường được đầu tư xây dựng mới và trang bị đầy đủ các thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy như là hệ thống báo cháy tự động, bể nước ngầm, máy bơm, bộ tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy, đèn chiếu sáng phòng cháy chữa cháy. Nhà trường có đề cử cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy và được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Tập huấn cho tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về việc là sử dụng các cái phương tiện máy móc, và ngoài ra thì nhà trường sẽ chủ động trong việc là bảo trì bảo dưỡng các thiết bị phương tiện nhằm để chủ động phòng tránh công tác phòng cháy chữa cháy cho nhà trường, và thông qua đó thì thực hiện cái công việc phòng cháy chữa cháy một cách chủ động hơn. Đối với trường mầm non, chúng tôi tập trung kiểm tra về cái trước mắt là điều kiện an toàn phòng cháy cháy đối với cơ sở. Song song đó thì kiểm tra về trách nhiệm công tác phòng cháy cháy đối với người chủ cơ sở. Trong quá trình kiểm tra cũng cần lưu ý thêm về các nguồn nhiệt. Đối với các trường mầm non thì có sử dụng các nguồn nhiệt như là bếp, rồi hệ thống điện. Thì cần phải quá trình kiểm tra cần phải chú ý về việc sử dụng bếp an toàn cũng như là hệ thống điện phải đảm bảo an toàn. Mỗi năm, các trường mầm non đều tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, để qua đó cảnh sát phòng cháy chữa cháy góp ý và hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa hỏa hoạn được tốt hơn. Nhờ vậy mà trong nhiều năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy ở các trường mầm non luôn được đảm bảo, góp phần cho việc dạy và học đạt kết quả cao.